Dạ hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là Phước điện thoại cũ nữa đây. Thì ngày hôm nay cửa hàng lại về thêm một số máy cũ giá rẻ dành cho tất cả anh em nha. Hàng hôm nay giá dao động chỉ từ 230.000 cho tới máy cao nhất hiện tại bên shop đang có là 1.350.000 nha mọi người. Thì cửa hàng của Phước nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành, Ba Thủ, Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là số 01927 31033. Anh em nào ở gần thì mình ghé qua cửa hàng Phước xem máy, và anh em ở xa cọc trước giúp Phước 50k Phước sẽ giao máy cho mọi người nha. Rồi thì hình thức đặt cọc bên shop là anh em cọc bằng card điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok. Hàng bán ra thì bao cho mọi người xài 7 ngày. Trong vòng 7 ngày có vấn đề gì Phước sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác cho tất cả anh em nha. Và mọi người ơi, Phước đã bán máy cũ với giá rẻ rồi, nên là Phước không tặng kèm phụ kiện và không bao phí ship cho mọi người được nha. Phí ship cho mỗi đơn hàng á, là từ khoảng 35 cho đến 40 ngàn cho một đơn hàng nha mọi người. Và vì là máy cũ rồi nên là hầu hết máy của Phước ở đây á mọi người, nó đã qua sửa chữa hoặc đã thay thế linh kiện hết rồi nha. Thì con nào mà nguyên zin á thì Phước sẽ báo từ đầu video luôn. Còn con nào mà đã thay thế sửa chữa rồi á thì Phước sẽ chỉ mô tả sơ về tình trạng của máy thôi nha mọi người. Dạ rồi, và không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa, Phước sẽ vào trực tiếp máy của ngày hôm nay luôn nha. Đầu tiên mã số 1 trên tay Phước là Samsung J2 Rim nha mọi người. Máy nguyên zin, tình trạng là nứt một đường kính nha. Máy nguyên zin luôn ạ. Mã số 1, nứt một đường kính nha mọi người. Đây, giá chỉ có 230.000 thôi nha mọi người. Mật khẩu là chữ U ngược như thế này ha. Samsung J2 Rim nha mọi người. RAM 1.5, bộ nhớ 8GB, cam trước cam sau rất là đẹp nha. Đó, cam trước cam sau cực kỳ ok luôn. Màn hình là bao sáng đẹp, không ám không mố gì hết nha. Thì con này mọi người xem phim, nghe nhạc, lướt web, YouTube, Facebook vẫn còn ok nha mọi người. Nó xài sim 4G ổn định nha. Nó không phải lo sợ bị cắt sim đâu nha mọi người, bị cắt mạng đâu nha, rất là ok luôn. Tình trạng chỉ bị nứt kính ngay đây thôi nha mọi người. Rồi còn lại là máy là bao cho mọi người xài nha. Mã số 1 Samsung J2 Rim, giá của nó là 230.000 nha mọi người. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 2, thì đây mình có Vismax Star nha mọi người ơi. Con này để cho mọi người giá của nó chỉ 450.000 thôi nha. Vismax Star, máy nguyên zin đẹp nha mọi người. Cam trước cam sau của dòng Vismax rất là đẹp luôn nha mọi người. Mọi người xem cam trước nè. Và đây là cam sau nha, rất là đẹp, rất là nét luôn nha mọi người. Quá đẹp luôn nè. Pin khá là ok mọi người ơi. Con này mình đã tải sẵn Facebook, TikTok, Zalo cho mọi người về sử dụng thôi nha. Màn hình mọi người rất là đẹp luôn nha. RAM 2, bộ nhớ 16GB, pin khá là ok nha. Đây, Vismax Star nha mọi người. Android 9 chấm nha. Ngoại hình, màn hình bao đẹp luôn ha. Và đặc biệt là vỏ viền quá đẹp luôn nha mọi người. Mã số 2 giá chỉ có 450.000 thôi nha mọi người. Vismax Star nha, mã số 2, 450.000. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 3, giá của nó cũng 450k luôn nha mọi người. Đây là Redmi 6A, cũng là nguyên zin luôn nha. Máy nguyên zin hết nè. RAM 2, bộ nhớ 16GB, mã số 3. Máy cực kỳ, ngoại hình cực kỳ ok. Sim sống nghe gọi, Zalo, Facebook, TikTok là thoải mái nha mọi người. Cam thì cũng rất là đẹp luôn nè mọi người. Xem cam giùm Phước ha. Mọi người xem cam mấy dòng này rất là đẹp luôn nè. Cam sau nè. Và đây là cam trước nha. Đó, cam trước cam sau thì cực kỳ ok luôn. RAM 2, bộ nhớ 16GB, máy nguyên zin. Màn hình thì sáng đẹp, không ám không mố gì hết nha mọi người. Redmi 6A nha. Đây mọi người nghe âm thanh của dòng mi nghe rất là sướng luôn nha mọi người. Đó, lo rất là đã. 450.000 thôi mọi người, máy nguyên zin luôn nè, 6A nha, Redmi 6A, mã số 3. Đã rồi, tiếp theo là mã số 4, thì ở đây là Phước có con Samsung J7 Rim nha. Samsung J7 Rim màu hồng nha mọi người, màu hồng phấn ha. Ở chỗ này để ý kỹ giùm Phước, này có một bị lõm một xíu nha. Máy nguyên zin nên vỏ vì nó hơi xấu một xíu, mọi người thông cảm ạ. Đó, mã số 4 nha mọi người, Samsung J7 Rim, RAM 3, bộ nhớ 32GB nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Con này lướt web, xem phim, nghe nhạc, YouTube, TikTok là bao mượt mà luôn mọi người ơi. Pin còn rất là ok nha. Cam trước nè, cam sau nè, rất là đẹp luôn mọi người. Cam trước cam sau là cực kỳ tuyệt vời luôn á mọi người ơi. Sim sống nghe gọi, Zalo, Facebook thoải mái nha. Màn hình sáng đẹp, không ám không ngố hết nha. Đó, và để ý kỹ đây nè mọi người, nó một tí xíu phản quang, mọi người để ý kỹ mới thấy nha. Nói chung là không ảnh hưởng gì đâu, vẫn xài rất là bình thường, rất là ok luôn á mọi người. Mã số 4 nha. Con này là Samsung J7 Rim, giá của nó chỉ có 590.000 thôi ạ. 590.000 J7 Rim ạ.
Tiếp theo là mã số 5 thì ở đây mình có con Samsung A10 nha mọi người, RAM 2 bộ nhớ 16GB. Xin lỗi mọi người, con A10 này là RAM 2 bộ nhớ 32GB, pin 4000, bao trâu bò, máy nguyên zin, vỏ viền zin theo máy là có trầy xước nha. Mọi người mua máy cũ Minh Phước thì mọi người thông cảm về vấn đề này nha. Bởi vì là máy cũ rồi nên là nó có trầy xước, mọi người thông cảm ạ. Samsung A10, RAM 2 bộ nhớ 32GB nha mọi người. Màn hình là sáng đẹp, cam trước cam sau tuyệt vời luôn mọi người. Cam sau cam trước nè. Đó, cam trước nè mọi người. Để mình làm mất cái dấu trắng nó đi nha. Đây mọi người xem cam nha. Cam sau nè. Và đây là cam trước nè. Đó, cam trước cam sau rất đẹp, rất là tuyệt vời luôn mọi người. Cái phần màn hình này là nó không phải bị ố vàng hay là bị lỗi màn nha mọi người, do cái hình nền người ta để á. Mọi người xem vô phần cài đặt nè. Đó. Nè mọi người thấy không? Màn hình bình thường nha. Đó là do cái hình nền thôi mọi người nha. Samsung A10 RAM 2 bộ nhớ 32GB, pin 5, pin 4000 nha mọi người, rất là trâu bò luôn ha. Giá của nó là 590.000, mã số 5 mọi người nha. Rồi, tiếp theo là mã số 6 ạ. Mã số 6 thì đây Phước có là con Oppo A3s mọi người ơi. Con này vỏ mới ken luôn nè. Mình vừa bóc keo đó luôn mọi người, vỏ zin cực kỳ đẹp luôn. Mọi người thấy không, một vết trầy luôn mọi người, xài rất là kỹ luôn nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB, đây là Oppo A3s nha mọi người, pin 4230, RAM 2 bộ nhớ 16GB ha. Đèn con chó. Nè mọi người, họ xài rất là kỹ luôn mọi người. Màn hình zin full nè mọi người. Màn hình rất là sáng đẹp nha. Đây phần thông tin của máy nha. Oppo A3s RAM 2 bộ nhớ 16GB, vỏ viền mới ken luôn á mọi người, pin cực kỳ trâu luôn nha. Cam này mọi người, cam thì quá đẹp mọi người ơi. Cam nè, cam trước nè. Và đây là cam sau nha. Đó, cam trước sau là rất là tuyệt vời luôn mọi người. Đó, cực kỳ ok nha mọi người. Vỏ viền là quá đẹp, pin cực kỳ trâu luôn ha. Oppo A3s mã số 6, giá của nó là 650.000 nha mọi người. Tiếp theo là mã số 7 thì đây mình có con iPhone 6s Plus ha, giá của nó là 650.000, máy nguyên zin nha mọi người. iPhone 6s Plus máy nguyên zin bản 64GB nha. 6s Plus máy nguyên zin bản 64GB, mất vân tay nha mọi người, mất vân tay, cam trước cam sau rất là đẹp mọi người. Để mình cho mọi người xem cam nè. Cam sau nè mọi người, rất là đẹp luôn nha. Và đây là cam trước. Đó. Cam trước cam sau rất là đẹp luôn. Còn thông tin đây nè, tình trạng của nó thứ nhất là bị mực màng, thứ hai là nó kín đó mọi người. Mực màng nha mọi người. Nè mọi người được mực ở đây và ở đây nha. Hồi nữa mình tắt máy mình sẽ xem quay kỹ chỗ nước kính cho mọi người xem nha. Bản 64GB nha anh em, bản 64GB để cho mọi người giá rẻ chỉ có 650.000 thôi ạ. À. Đây nước kính nha mọi người, để ý kỹ ha, ở đây và một xíu nhẹ ngay đây nữa nha. Giá chỉ có 650.000 thôi ạ. À. Pin con này pin cũng khá là ok ấy mọi người. Pin cũng còn khá là ổn định nha. Đây phần tổng pin của máy đây, mất vân tay rồi nha mọi người. Alo sạch reset thoải mái, pin 100 nha, nguyên zin luôn mọi người. Về ép kính hút, ép kính lại là ok ha, họ hút mực xíu là hết rồi. Mã số 7 nha mọi người, 650.000, iPhone 6s Plus, con này iOS 15 chấm, nên là mọi người xài được tất cả các ứng dụng nên khỏi phải sợ lo bị hạn chế ứng dụng nha. 650.000. Tiếp theo là mã số 8, giá của nó là 690.000, đây là Samsung Z7 Pro máy nguyên zin ha. Tình trạng con này đó là cái cam sau nó không lấy nét được mọi người, nguyên zin luôn nè. Z7 Pro nha mọi người, xài con này mượt lắm mọi người, chạy app sẽ ôm công nghệ là bao ok luôn. Chơi game lúc web là cực kỳ mượt mà, pin rất là trâu nha mọi người, màn AMOLED sáng đẹp. Cam sau mọi người để ý kỹ nè, đó, nó không lấy nét nha mọi người. Đó, nó không lấy nét được mọi người thấy không? Còn cam trước là siêu đẹp mọi người, cam trước là cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, cam trước là rất là đẹp luôn nha. Samsung Z7 Pro nha mọi người, RAM 3 bộ nhớ 32GB, máy nguyên zin. Màn hình sáng đẹp không ám mối luôn mọi người, màn hình cực kỳ đẹp luôn mọi người. Zin full luôn nha. Z7 Pro. Mã số 8, cam sau không lấy nét được nha. Giá của nó là 690.000, bán cho anh em thợ thầy về thay cam lại là bán ok, hoặc là để về xài được cực kỳ ok luôn nha mọi người. Sim sống nghe gọi chơi game là cực kỳ mượt luôn. Mã số 8 690.000. Tiếp theo là mã số 9 thì ở đây mình có con Samsung M20 nha mọi người, vừa thu lại của khách luôn, máy vỏ viền rất là đẹp, nguyên zin luôn nha mọi người. Cam đồ rất là ok nha, cam thì có trầy xước nha mọi người nhưng mà vẫn đẹp nha mọi người, cam trước cam sau rất là đẹp nha, mình bạn mọi người cứ yên tâm. Đó, vỏ viền cũng còn rất là đẹp, máy nguyên zin luôn nha mọi người.
Con này mình đã được dán cường lực sẵn luôn nha, mình tặng cho 10 cái cường lực sẵn theo máy luôn, mật khẩu là 4 số 8 nha mọi người. Màn hình sáng đẹp nè, không ám không mố ha. Samsung M20 pin 5000 nha anh em, Samsung M20 pin 5000 nè. Đó mọi người thấy cam sau nó có trầy xước mà không ảnh hưởng nha. Cam vẫn rất là đẹp, cam sau. Và đây là cam trước nè. Pin 5000 nha mọi người. Hỗ trợ sạc nhanh Tây Xi nữa nè. Cam trước cam sau vẫn rất là đẹp, Samsung M20 nha anh em. Giá cho con này chỉ có 790.000 thôi, M20 mã số 9 nha, 790.000. Tiếp theo là mã số 10, giá là con Samsung J7 Lute, giá của nó cũng 790.000 luôn nha, màu vàng gold nha mọi người, rất là đẹp luôn nè. Cái này là cái dơ mọi người. Mình chưa kịp chùi rửa lại, nhìn rất là đẹp luôn ha. Mã số 10 Samsung J7 Lute, RAM 4, bộ nhớ 32GB nha mọi người. Máy thì bộ nguyên zin luôn nha. Sim sóng nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok là thoải mái cực kỳ mượt mà luôn anh em ơi. Cam trước cam sau đẹp xuất sắc luôn mọi người. Cam nè. Cam nét cực kỳ luôn mọi người. Sẽ cam quá đẹp luôn nha, cam sau. Và đây là cam trước nha mọi người. Đó, cam rất là đẹp, rất là nét luôn nha. Giá chỉ có 790.000 thôi, Samsung J7 Lute nha mọi người. RAM 4, bộ nhớ 32GB, màn hình zin full luôn nè, sáng đẹp không ám không mố gì hết nha. 790.000 mã số 10 Samsung J7 Lute nha anh em. Tiếp theo là mã 11 thì mình đã có con Realme C11 máy nguyên zin, RAM 2, bộ nhớ 32GB, pin 5000 nha anh em. Giá của nó là 790.000. Realme C11. Sim sóng nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok là thoải mái, cam là siêu đẹp luôn mọi người. Cam sau nè. Và đây là cam trước nha. Đó, cam trước cam sau rất là sáng quá đẹp, màn hình sáng cũng sáng ra đẹp luôn nha mọi người. Lướt web, xem phim, nghe nhạc, Facebook, TikTok, Zalo là thoải mái luôn, ok luôn nha anh em. Đó, RAM 2 16GB, màn hình sáng đẹp nha. Màn hình rất là rộng luôn. Giá chỉ có 790.000, mã số 11 nha. Tiếp theo là mã số 12, thì ở đây mình có VS Max Star 5 nha mọi người, máy nguyên zin, vỏ viền có trầy xước nha. VS Max Star 5 vỏ viền có trầy xước. Mã số 12, giá của nó là 790.000 luôn nha anh em. Mã số 12 nha, VS Max Star 5. 790.000 nha anh em. Thông tin của máy đây, màn hình sáng đẹp nha. Không ảm không ố gì hết mọi người. Cam trước cam sau là siêu đẹp luôn mọi người. Nè, cam của VS Max mọi người thấy không? Để xa mà lấy nét tốt kìa không? Cam trước cam sau là siêu ok luôn mọi người. Pin 5000 ha mọi người, 32GB xài rất là sướng luôn. Vỏ viền nguyên zin theo máy ha. Mã số 12 nha anh em. Giá của nó là 790.000, VS Max Star 5. Tiếp theo là mã số 13 thì mình có con iPhone 6 Lute bản 128GB, máy nguyên zin, chỉ mất vân tay thôi nha mọi người. Pin 94%, pin zin theo máy. Đó, mọi chức năng là xài ok hết nha anh em. Bản 128GB. Đây, bản 128GB nha. Sim sóng nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok là thoải mái, máy quốc tế reset thoải mái nha mọi người. iPhone 6 Lute. Đó, vỏ viền thì cái viền máy nó hơi vàng vàng xíu nha mọi người. Màn zin nó như vậy nha. Mất vân tay ai lau sạch được reset thoải mái, pin 94% nha anh em. Sim sóng nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok là ok luôn nha. Cam trước cam sau rất đẹp mọi người. Cam sau nè. Và đây là cam trước nha. Đó. Giá của nó là 890.000, mã số 13 nha mọi người. iPhone 6 Lute nha, bản 128GB. Tiếp theo là mã số 14 thì ở đây mình có là cái con ai xin lỗi mọi người, Samsung, con này là Samsung A11 nha mọi người. Samsung A11 vỏ mới ken luôn nha, mới 99% màn zin, men zin luôn nha. Pin cực kỳ trâu bò, RAM 3 bộ nhớ 32GB nha anh em. RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin 4000, bao trâu bò luôn. Hỗ trợ sạc nhanh Tây Xi, vỏ viền đẹp ken. Cam trước cam sau là siêu nét mọi người. Cam trước nè. Và đây là cam sau nha. Đó, mọi người thấy nó nét ghê chưa? Nét căng luôn ha. Phóng to luôn mà không bị bể hình nha anh em. RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin 4000, hỗ trợ sạc nhanh Tây Xi, vỏ viền là bao đẹp luôn mọi người. Cực kỳ đẹp luôn nha. Giá của nó là 1.050.000, Samsung A11 mã số 14 nha anh em. Rồi cuối cùng ngày hôm nay là con Oppo Reno 2F ha.
RAM 8 bộ nhớ 128GB mất vân tay còn lại là nguyên zin ha. Tặng ốp lưng cường lực luôn nha mọi người, tặng ốp lưng cường lực. Mọi người xem nè, màn hình là bao sáng đẹp không ám không ố, cam là xuất sắc luôn mọi người. Cam là tuyệt vời nha, đây là cam sau. Và đây là cam trước nè mọi người, đó là cam tập thò nha. Đó, cam trước sau là bao ok, bao tuyệt vời luôn mọi người ơi. Thông tin của máy đây, màn hình thì sáng đẹp ha. Thông tin đây, RAM 8 cộng 3 là RAM 11, bộ nhớ 128GB nha mọi người. Giá của nó là 1.350.000 thôi nha. Được tặng full nha mọi người, ốp lưng cường lực luôn nha mọi người. Tặng ốp lưng cường lực cho anh em luôn nha. Máy rất là đẹp luôn, mình bỏ cái ốp lưng cho anh em xem ha. Giá chỉ có 1.350.000 thôi anh em ơi. 1.350.000 thôi nha. Rồi thì hôm nay chỉ có nhiêu đây máy thôi. Anh em nào ưng ý cây máy nào cứ nhấc máy gọi cho Phước qua số điện thoại là 0912731033. Cửa hàng nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là số Phước vừa đọc 0912731033. Anh em nào gần thì ghé qua cửa hàng Phước xem máy, và anh em ở xa cọc trước giúp Phước 50k, Phước sẽ giao máy cho mọi người nha. Hình thức đặt cọc bên shop anh em cọc bằng cạc điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok. Hàng bán ra thì bao cho mọi người xài 7 ngày, trong vòng 7 ngày có vấn đề gì Phước sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác cho tất cả anh em nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Phước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.